Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Huawei Nova Flip bị phát hiện. Trước thềm ra mắt chính thức vào ngày 5 tháng 8 tới, Huawei Nova Flip đã xuất hiện trên Geekbench, tiết lộ chi tiết về vi xử lý Kirin 8000. Đây là vi xử lý tầm trung với cấu trúc gồm 1 nhân Cortex A77, tốc độ 2.4 GHz, 3 nhân Cortex A77 tốc độ 2.19 GHz và 4 nhân Cortex A55 tiết kiệm năng lượng tốc độ 1.84 GHz cùng GPU ARM Mali G610. Điểm số Geekbench của thiết bị là 1.000 điểm đơn nhân và 2.419 điểm đa nhân, cho thấy phù hợp với các tác vụ hàng ngày hơn là các ứng dụng đòi hỏi sức mạnh. Mặc dù Geekbench liệt kê hệ điều hành là Android 13, nhưng nhiều khả năng sản phẩm sẽ chạy Harmony OS, một hệ điều hành nội bộ của Huawei. Với RAM 12GB, Nova Flip mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Màn OLED LTPO 6.94 inch cùng màn hình ngoài 2.14 inch tạo nên thiết kế ấn tượng. Hệ thống camera gồm ống kính selfie 32 chấm, cảm biến chính 50 chấm và camera góc siêu rộng 8 chấm, hứa hẹn mang lại khả năng chụp ảnh ấn tượng cho phân khúc. Pin 4.400 mAh sạc 66W đảm bảo thời lượng sử dụng lâu dài. Và nếu như có mức giá tốt thì Huawei Nova Flip sẽ là đối thủ rất sừng sỏ trong phân khúc điện thoại gập tầm trung. Tin tức tiếp theo, xác nhận vua chip nửa cuối năm nay. Vào tháng 10 tới, MediaTek dự kiến sẽ ra mắt bộ xử lý hàng đầu mới nhất Dimensity 9400 với những tiến bộ vượt bậc, sản xuất trên tiến trình 3 nanomet thế hệ thứ 2 của TSMC. Điểm nổi bật chính là hiệu suất AI với khả năng xử lý cao hơn 40% so với bản tiền nhiệm. Có nghĩa rằng các model ngôn ngữ lớn sẽ hoạt động trơn tru hơn trên các thiết bị tích hợp chip này. CEO của họ cũng tự tin doanh thu từ vi xử lý hàng đầu này sẽ tăng tới 50% so với cùng kỳ năm trước. Một yếu tố quan trọng khác là kiến trúc CPU của ARM tập trung vào các nhân hiệu năng cao, mang đến mức hiệu năng đơn nhân và đa nhân vô song với kích thước khuôn lớn nhất từ trước đến nay lên tới 150mm² và 30 tỷ bằng bán dẫn. Con số này vượt trội Snapdragon 8 Gen 4 và có thể mở ra kỷ nguyên mới cho sức mạnh công nghệ di động. Thêm vào đó thì hợp tác giữa MediaTek và NVIDIA trong phát triển chip ô tô dự kiến ra mắt vào năm tới, hứa hẹn mang lại những cải tiến đột phá cho ngành công nghiệp ô tô từ năm 2027 đến 2028. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, rò rỉ thêm về iPhone 16 Pro. Sự kiện ra mắt iPhone thường niên của Apple vào tháng 9 đang đến gần và những tin đồn về dòng sản phẩm iPhone 16 càng trở nên sôi động. Một nguồn tin từ Trung Quốc đã tiết lộ rằng iPhone 16 Pro và Pro Max sẽ được nâng cấp nhẹ về dung lượng pin và tốc độ sạc. Theo đó, iPhone 16 Pro dự kiến có dung lượng pin 3.577 mAh, tăng 9% so với 3.274 mAh của iPhone 15 Pro. Còn phiên bản Pro Max có thể đạt mức 4.676 mAh, tăng 5% so với con số 4.441 mAh của phiên bản tiền nhiệm. Dù đây không được gọi là tính đột phá, nhưng cải tiến này cho thấy Apple vẫn chú trọng vào thời gian sử dụng trên mỗi thiết bị. Đáng chú ý thì cả hai mẫu Pro này được đồn đoán sẽ hỗ trợ sạc có dây 40W, tăng từ 27W của hiện tại, và sạc không dây tăng từ 15W lên 20W với MagSafe. Đây là bước tiến quan trọng đáp ứng nhu cầu sạc nhanh của người dùng. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ nhà táo, nhưng các tin đồn này tạo ra kỳ vọng về iPhone 16 Pro và Pro Max với thời lượng pin dài hơn và trải nghiệm sạc tiện lợi hơn. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. We'll be right back.